rất là đẹp trai. đẹp trai. Hai anh hùng lại. Em thích nhân vật nào nhất? Thích cái cảnh nào nhất của hai anh này? Anh này không chán anh này. Anh này không chán anh này hả? Rồi, mà cái cảnh đó ra rồi em cảm giác bộ phim như thế nào? Em thấy phim rất là hay. Rất là đẹp trai. Phim rất là hay và đẹp trai. Phim rất là ngon. Rất là đẹp gái luôn. Dạ, cảm ơn. Cảm ơn. Bé sao bé ơi? Hai anh hùng lại. Rồi, ok luôn nha, cái này là khán giả kêu nha mọi người ơi. Chứ em không biết can hệ gì trong chuyện này nha, nhưng mà không cũng ok á. Mà còn có mặt kia đứng giữa nữa. Đúng rồi. Không làm kia đứng giữa. Rồi, nhạc lên nào. Rồi, lỡ bà đứng ở sau ta hung được bà. Ta hung được bà. Trời ơi. Trời ơi. Ngọt lão quá, tình yêu mà hung lão quá mọi người ha. Không kiểu hung mới đó. Cái hùng chắc trendy lắm á. Rồi, cảm ơn bé vì chia sẻ rất là ngắn gọn, dễ thương. Rồi, anh xin được đọc lại, anh được recap lại nha. Phim hay, đẹp trai đẹp gái, đúng ý em chưa? Dạ, đúng rồi. Cảm ơn bé, tặng quà cho bé thôi cả nhà ơi.